Đấy, có một khoản gì? Khoản nghỉ, khoản ngưng. Và không biết cái này là gì? Khoản ngưng như vậy đó à, thì có thể là ngưng xoa, cũng có thể là lóc xoa, nghỉ, cũng có thể là gì? Một cái quạt không trung nghỉ nó không dọn à, thì nếu mà nó ngưng xoa thì nó muốn ngưng bao lâu nó ngưng, nó không là bộ số. Còn nếu mà nó là lóc xoa nghỉ thì nó phải là bộ số. Còn nếu nó là gì? Là quạt tâm tu nghỉ mà nó không giảm thì nó cũng không có là bộ số, đúng không? Nó đâu là bộ số được, tay nghỉ thì nó phản ứng bù thường là không hoàn toàn, đúng không? Thì do đó cũng không phải là bộ số à, thì các anh chị nhìn đây à, nhưng mà các anh chị phải nhìn dưới đây còn có sóng gì khác nữa không? Ở đây mình thấy có một cái sóng nhấp nhô ở đây thì cái này có khả năng là bê phải, đúng không? Nếu ở đây là bên phải thì phải có ngoại tâm thu nghĩ phức một cái hẹp ở đây, nhưng mà ở đây không có, thì như vậy đây là ngoại tâm thu nghĩ mà nó không gì, không giảm à, ngoại tâm nghĩ mà nó không giảm, thì chính vì vậy mà nó có khoảng ngưng. Tại vì nếu nó xuất hiện ở đây thì mình sẽ thấy gì, nhắc đến số rồi khoảng nghĩ gì bị bù, thì lúc đó mình dễ đọc được ngoại tâm thu nghĩ rồi, nhưng mà nó không giảm, do đó chính vì vậy mà mình dễ làm với hai cái kia, tức là nếu mà không để ý cái này thì mình sẽ nói là muốn soi à, bởi vì nó không là bộ số nha. Mình phải để cho các anh chị ngắm chút xíu rồi mới nói liền khi các anh chị không chưa đọc được cái gì hết nha. Các anh chị phải nhìn anh dạy sống thêm ở đây, về đây giống nhau giống, nhưng mà đâu đó khoảng người cái thuê này nó khác không khác, nhưng mà phút bộ nó ngang hẹp bình thường à, trở lại hai một cái này, hai cái này giống nhau giống, giống ba cái đầu không giống à, như vậy thì nó có một cái à, gì ở giữa đây. Nếu mà đây là ngoại tâm thu thì nó phải đến sớm, đúng không? Còn nếu nó cách xa về thì có khả năng cái này bị khóa hay bị cuốn nguy con, đúng không? Mà cái nguồn gốc này là từ đâu? Từ nghĩ, bởi vì có bên phải đi trước, phút bột của đất hẹp thì cái điểm khóa này là phải cuốn nhiễm, đúng không? Thì cái khoảng này mình phải coi nó là khoảng này mình đo coi nó là bội số của khoảng BB đi trước không? Nếu nó là bội số thì nó là lót xoan nghỉ, còn nếu nó không phải là bội số thì nó là ngưng xoan, đúng không? Thì như vậy nếu mà cái này á, mình đo không phải là bộ số thì nó là nguyên son kèm với điểm thoát là một cái thoát của nghỉ, đúng không? Đúng không? Các chị nhìn phải phân tích từ sóng B này, dạng sóng B, sóng B giống nhau, khoảng này giống nhau, khoảng này giống nhau, chỉ có khoảng này từ đây tới đây là bất thường này. Thì trong cái khoảng bất thường này thì có một cái sóng ngoại tâm thu nghỉ hay là thoát của nghỉ, cái này mình thoát chứ không phải là ngoại tâm thu, thì thoát thì nó mới đến muộn, còn ngoại tâm thu thì nó xuất hiện sớm. Cái này có hai giải nghiệm cho các chị A và B khác nhau nha. Trên này mình thấy sóng B, hình dạng giống nhau không? Giống, phức bộ của ếch hẹp, khoảng B là bình thường đúng không? Thì đây là nhịp xoan bình thường nè, ha. Đang đi bình thường. Tự nhiên á, mình thấy là sao? Trở lại ngưng một khoảng, có đầu có B bình thường, phức bộ của ếch hẹp lại, đúng không? À, thì số khoảng ngưng này là gì? À, mình coi vô trong khoảng này trống này nó có cái gì không? Có một cái sóng B nào nữa không? À, đúng không? Nếu có B ở đây nữa thì lúc đó là khác nữa à, đúng không? Nếu có B ở đây mà đúng chu kỳ của nó, một đúng chu kỳ của nó à, thì nếu có B ở đây mà không có phút bộ nữa thì lóc đó là lóc gì? Lóc nhĩ thất, lóc nhĩ thất rồi, đúng không? B không ảnh hưởng gì hết, ví dụ mình thấy sóng B đi đều đặn, đúng không? Đúng không? Nhưng mà thực tế đây đâu có đều đặn đâu, đúng không? À, thì là lóc nhĩ thất à, còn cái này không có B thì cái khoảng này là gì?
nếu nó không là bộ số thì đây là nguyên xoa, đúng không? Nguyên xoa. Còn nếu nó bộ số thì là bắp xoa nhĩ, rồi là một. Cái dưới anh chị thấy đây về về cái phụ đó, về cái phụ đó, cái này đều, đúng không? Thì tự nhiên có phản ứng chỗ này, rồi phản ứng chỗ này còn có cái gì bất thường không? À, và cái quan trọng là sóng T này nó dẹp. Sóng T này tự nhiên sao nó nhỏ quá vậy? Có sự thay đổi hình dạng của sóng T. Còn bên đây là không có sự thay đổi hình dạng của sóng T. À, cái này là có sự thay đổi hình dạng của sóng T. Như vậy có khả năng có một sóng bề phẳng ở đây. À, và một phút bộ QRS nó bị mất. À, như vậy nó bị lóc. À, gọi là lóc. Cái năng dưới đây là cái gì? Dưới đây thì mình không phải là ngưng xoan nữa, mà cái này là gì? Ngoại tâm thôi. Cái này là một cái ngưng xoan. Đây không phải đâu, không phải là ngưng xoan, cái này là một cái ngoại tâm tôi nghĩ mà nó bị lóc, không giảm, mà tôi nghĩ không giảm mà bị lóc. Còn cái này là nguyên xoan. Do đó các chị phải nhìn cả sóng T, coi biết đâu nó lẫn vào sóng T và trên đường đi nó có cái gì không, đúng không? Nếu có coi một sóng T nữa thì lúc đó sẽ thay đổi cái bình luận mình, nó sẽ khác, đúng không? Thì thấy B này nó là sao? B phế, đúng không? Cao, lọn. Ở đây là có trường bệnh nhân có được phổi, tắc nghẽn mạng tính gì không? Hấp tim này. Bao nhiêu anh? Chị thấy có nhắc đến gì? Đến số. À, sóng này là sóng gì? Sóng T nè, nó giống như sóng này nè. Nhìn nó có bạn nói đây là B thì nhìn qua đây cũng rõ là sóng T. À, có một cái nhắc đến số tốc độ cơ hấp hẹp. Nhưng mà chị thấy có một sóng B đảo, phải đảo nó nằm ở ngay sau tốc độ cơ hấp, đúng không? À, thì đây là ngoại tâm tu gì? À, của bộ của nó, ngoại tu của nó. À, còn cái sau đấy bình thường. Thấy nhiều không các chị, hình dạng sống đây giống nhau phải không? À, tự nhiên có nhắc đến sớm phản ứng buồn, mà cái nhắc đến sớm này thì có B đảo đi trước, phúc bộ phê hết hẹp, không có thay đổi TT gì, phản ứng buồn thì có thể là không hoàn toàn nha. À, thì đây là ngoại tâm thu gì? Bộ nối nha, bộ nối, tại vì cái sóng B này nó nằm bộ nối, hoặc là cũng có thể nhĩ mà nó nằm ở đâu, ở thấp. Nếu mà B là nó không ngắn lắm thì có thể là nhĩ. Đó
giống nhau các chị, giống nhau ha, giống nhau. Và có nhắc đến sớm, sau đó khoảng nghỉ bù, sau đó bình thường. Thì cái nhắc đến sớm này, các chị thấy cái gì không có về thì trước, tại vì sóng tê này giống nhau, sóng tê này giống nhau, không phải ha, không có sóng tê, tê phải đi trước, bộ cái hết hẹp, thì đây là quả cao su bộ nóng nha. Các chị nhìn có về giống nhau giống, nhưng mà nó nhát lên sớm, về đảo, về phải đảo. Khi một nhát đến sớm nữa để phải đảo, và sau đó là phải nghỉ gì, nghỉ bù rồi trở lại việc bình thường, con bình thường ha. Thì như vậy thì hai cái nhát này là gì, hai cái quạt trong thu bộ của nói đi thành gì, đi thành cặp, đi thành cặp. B bình thường, A B bình thường, A B bình thường, A sau đó một khoảng ngưng, cái này nó giống nè, có không? A nó ngưng một khoảng sao? Rất là dài đúng không? Ngưng tới đây thì tự nhiên đó, trong thời gian ngưng có một anh chim vô, A mà cái anh này thì giống như có B âm hoặc là coi như là không có B, A khúc bộ rất hẹp cũng bình thường, thì cái khoảng ngưng này có thể là ngưng về xoay nếu mà đỏ không được. Thứ hai là đây là vị thoát của bộ nón ha, thoát của bộ nón. Việc này đều không các chị đều thuốc bộ cái hết hẹp ha, nhưng mà có bê đi trước không? Không, không có bê đi trước ha. Thì tần số này nó nhiêu lần phút? 150 tần số nhiêu? Khoảng 450 lần phút à. À, thì như vậy đây là việc gì? Bộ nói, bộ nói à, tại vì tần bộ nói bình thường là tần số nó 40 tới 60 lần phút thôi, thì cái này phù hợp với việc bộ nói nha. Cái bộ cơ hẹp có bê đi sao, bê đảo đi sao, ví dụ hẹp mà đều không đều, có bê phải đi sao ha. Thì cái này là nhịp bộ nói mà sao, chỉ là nhịp bộ nói thôi phải không, tần số nó là nhiêu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 mà chia cho 9 thì nó khoảng còn bốn mấy lần phút không? Thì đó là ba mấy nè, ba mấy thì coi chừng cô nói chậm, không? Cô nói chậm. Phút bộ cứ đánh hẹp, nghe âm đi ngay trước mỗi phút bộ kia đó, tần số là cũng chậm phải không? Khoảng 40 lần phút. Thì đây là nhịp bộ nóng nha, nhịp bộ nóng. Âm hết không? Cái này V2 nè, nó âm à, và em thấy nó âm mà nó đi ngay trước một khúc bộ của hết. Thì đây, nhưng mà tần số của khúc bộ của hết này như 1, 2, 3, 4 tầng 4 chút xíu à, thì tầng số nó khoảng nhiêu, hơn 60 à, nếu mà hơn 60 thì nó phải là bị bộ nói gì già khóc thì nó mới à. Không có bê đi trước thì tim rất là đều, phúc bộ của hết hẹp đúng không, không có bê đi trước thì sao gì hết à. À, thì tần số này cũng 1, 2, 3, 4 khoảng 75, 70 gì á, khoảng 70 lần phút ha, à, nhịp bộ nói da tóc không? Này thì ha,
cái này em từng thấy sóng B đi thuyết một thuyết một nữa à, về dương ở đây hai à, về dương ở đây hai thì đây là nhịp xoang đúng không, nhịp xoang và tần số nó nhanh thì gọi là nhịp nhanh xoang không, nhanh xoang. Còn cái này cũng nhịp nhanh tần số khoảng 150 lần phút này à, 150 tức là cách nhau khoảng 2 ô, các chị nhìn hai cái đường tạm này cách nhau khoảng 2 ô, tần số vào khoảng 150. Nhưng mà nhìn cái đường cơ bản của nó, anh chị thấy cái gì? Thấy hình sao răng cưa rất là đều đặn. Các anh chị bỏ cái tre của khúc bộ kia hết đi thì các anh chị sẽ thấy cái đường nó rất là đều đặn, hình răng cưa à, và nó không trở về đường cơ bản. Và hai cái sóng F này nó cách nhau khoảng 150 không? Khoảng 300, một ô khoảng 300. Thì do đó nó hai sóng F nó cho một khúc bộ kia đó. Thì đây là cái gì? Cùng nhĩ mà nó có lóc nhĩ thấp 21 ha, lóc nhĩ thấp 21. Còn cái dưới này là gì? À, nhịp nhanh khúc bộ kia rất hẹp mà mình có thấy sóng B nó đi sau khúc bộ kia rồi đúng không, đi sau khúc bộ kia rồi đảo mà đi sau khúc bộ kia rồi. Thì như vậy mà khoảng RB này ngắn hay dài? Ngắn, và nó tấp xa khỏi cái gì, khỏi khúc bộ kia rồi thì nó là gì? Vào lại nhĩ thất à, su vào lại nhĩ thất su à, vào lại nhĩ thất su, hoặc là do gì tăng từ động tính à. Rồi chị thấy cái gì nó nhắc lên sớm cái bộ cơ ít giãn rộng, kế tiếp nhắc bình thường nhắc cũng đến sớm cái bộ cơ ít hẹp à, nhắc đến sớm cái bộ cơ ít rộng, nhắc đến sớm cái bộ cơ ít rộng à. Và chị thấy cái quay phải đi đi trước đúng không, thì đây là quay tâm thu gì nghĩ mà nó bị giảm kìa là thứ cho nó phúc bộ của nó dạng rộng. Hình ảnh này là lóc nhánh gì các chị, nhìn nó bên một và chị thấy nó số 5 tức là lóc nhánh gì trái, lóc nhánh trái. Anh chị thấy nhìn thấy có B không? Không có B, mà nhìn ở khoảng giữa được cơ bản ở giữa nó có sóng hơi lăng tăng giống như là rung rung nhĩ đây quên ở đây nó bị rung nhĩ rồi à, lăng tăng rung nhĩ, nhưng mà phúc bộ cơ ớt nó rất là đều à, khi nào rung nhĩ nó cũng thất đều, khi nó kèm theo nó phải lóc gì lóc nhĩ thất lóc tim hoàn toàn thì cái xung động thì nhĩ không xuống được. Nếu mà trung động thì nhảy xuống thì nó hoàn toàn không đè, nhưng mà khi nó bị lóc cái đó thì bắt buộc cái ổ nhịp thoát ở dưới nó sẽ phát thì lúc đó nó sẽ đè à, thì nhịp thoát nó phát nè, lỗi nhịp thoát nó phát mà chị thấy nó sao phúc bộ của nó vẫn gì hẹp đúng không, tần số đó là khoảng bao nhiêu, khoảng 4 hơn 4 ô một chút à, là khoảng 70 lần phút. Thì như vậy đây là nhịp bộ nối gia tốc phải không à, có nghĩa là có ổ phát nhịp này nó phải là từ bộ nối thì khúc bộ khuê là nó mới hẹp, còn nếu mà từ nằm ở thấp thì khúc bộ khuê nó phải sao rộng và tần số nó phải nhiều 20-40 thôi, còn nếu ở thấp thì tần số nó khúc bộ khuê nó hẹp nhưng mà tần số nó nhiều 40-60 nhưng mà tần số lên tới 70 tức là nó phải là gia tốc đúng không, nhịp bộ nối này nó phải gia tốc. Đôi khi người ta còn gọi là nhịp nhanh bộ nối không kịch phát, nhịp nhanh bộ nối không kịch phát à, bởi vì mặc dù nó không phải là nhịp nhanh nhưng mà so với bộ nối nó là nhịp nhanh đúng không, tại vì nhịp bộ nối bình thường là 40-60 thôi nên gọi nhịp nhanh bộ nối không kịch phát à, không kịch phát tức là do tự động, do tăng tự động tính lên do đó nó mới là nó mới già và tốc à. Cái này anh chị thấy có sóng B không? Không, nhịp nhanh mà không có sóng B đi trước, phúc bộ kia đó, hẹp à, thì mình nhắm mắt mình cũng biết là nhịp nhanh gì nhịp phát trên thấp mà do gì vào lại nút nhị thấp chậm nhanh à, vào lại nút nhị thấp chậm nhanh à. Đây là nhìn đây nè,
vào lại nút dĩ thất, N là nút nè, dĩ thất, A là dĩ thất, không có B thì mình thấy. Chị thấy phúc bộ quế nó thì sao? Giảm rộng phải không? Nhịp nhanh mà phúc bộ quế rộng. Nhưng mà nó có hình ảnh gì các chị nhìn V1 đi. Lóc nhánh phải phải không? R, R phải mà R phải nó lớn hơn R thì nó càng phù hợp với lại hình ảnh của lóc nhánh phải nữa. À, và chị thấy V6 là dạng QR rộng nữa. Thì đây là một cái nhịp nhanh của trên thất mà nó bị gì? Dẫn trừ là thứ trong thấp ha, dẫn trừ là thứ. Rồi. Các anh chị thấy hai giải nó xích theo chiều dọc nha. À, đây là lúc cơ nhịp nhanh và đây là trong nhịp xoay. Thì trong cơ nhịp nhanh thì các anh chị thấy ở V1 thì sao? Sóng R ở phần đuôi của nó, các anh chị thấy không? Nó giống như sóng R phải vậy, giống như hình ảnh lóc nhánh phải mà không hoàn toàn, ha, R phải. Nhưng mà ra cơ nhịp xoan thì nó còn có R phải không? Sau khi trở về nhịp xoan thì nó không có R phải. Thì như vậy trên cái nhịp nhanh này là gì? Nó có giả R phải ở V1 hoặc là giả sóng S ở D, D2 thì lúc đó là nhịp nhanh và lại nút dĩ thất thì chậm nha. Đây mình thấy nhịp nhanh tốc độ QS cũng hẹp ha, hẹp đúng không? Thì mình cố gắng tìm sóng B, thì ở đây ba mình cảm giác có sóng B ở đây đúng không các chị? À, mà nó thấp xa khỏi tốc độ QS, mà RB này nó là sao? Ngắn, RB ngắn ha. Thì đây là nhịp nhanh gì? Nhịp thấp, nhịp nhanh nhịp thấp gì? Xu, nhịp nhanh nhịp thấp xu. À, còn bạn nào đọc tiếng Anh rồi thì nhìn đây là thấy rồi, nhịp nhanh nhịp thấp xuôi, có không? Ở bên đây là nhịp chì, nhịp xoan, à, có sóng bên ngược ở trên đầu D3, cách xa tốc độ QR và khoảng RB ngắn, RBR điển hình của một cái nhịp nhanh, nhịp nhanh gì? Nhịp nhanh xuôi, à. Nhịp nhanh nhịp thấp xuôi. Nếu mà bạn nào nhìn dưới đây là cũng thấy rồi. Đây là ECG của một cùng một bệnh nhân, nhưng mà ở ba tình huống khác nhau. Một cái đầu tiên là nhịp xoan bình thường, à, cái đầu tiên là nhịp xoan bình thường. Cái thứ hai là vô cân nhịp gì? Nhịp nhanh, nhưng phúc bộ QS nó là sao? Hẹp, à. Cái sau là vô cơ nhịp nhanh mà bộ QS nó gì rộng, đúng không? Mà mình nhìn kỹ ở đây thì cũng không sóng delta, thấy sóng delta, đúng không? Thấy DR cũng hơi ngắn chút nhưng mà không có thấy sóng delta rõ ràng. Người ta thấy là cái gì? Cho nói là đây gì? ECG thì không rõ ràng, không thấy cho thấy là có một cái đường dẫn chiều phụ mà nó đi bên trái. Những cái đường dẫn chiều phụ bên trái thì nó dẫn chiều xuống, có thể tạo ra những cái thay đổi rất là nhẹ ở phần đầu của phúc bộ QR. Cho đó nhiều khi mình thấy mình không thể đọc được là một tiếng vuông bằng xương quai, nó khó mà thấy đọc được đối với những cái đường dẫn chiều phụ mà nó ở bên trái, ở thằng bên bên trái. Thì như vậy cái này thì mình thấy không có phúc bộ QR gì hết, xin lỗi, không thấy sóng B gì hết. Nhưng mà tại vì nếu mà không có thì mình hay đọc cái này là gì, là vào lại nút dĩ thất phải không?
chậm nhanh, nhưng mà thực tế là bởi vì người ta đã chứng minh nó có đường dẫn tiền phụ, thì do đó cái khả năng cái này là do lại nhị thất kiệt, nhị nhanh vào là nhị thất xui. Còn đây là khi giai đoạn là nhị nhanh vào là nhị thất kiệt ngược ra ngược, do đó nó xuất một cái chậm. Đây là nhị nhanh vào là nhị thất đây ngược nè, nhị nhanh vào là nhị thất xui. Rồi, kết thúc. Các anh chị có thắc mắc gì không?